Vàng bật tăng trở lại trong những ngày gần đây, xuất hiện khá nhiều lực bắt đáy. Liệu rằng vàng đã chấm dứt xu hướng giảm hay chưa? Trong phiên giao dịch tuần này, dầu đã tăng mạnh 3 phiên liên tiếp khi mà OPEC xem xét cắt giảm sản lượng dầu. Trader đặt cược vào tốc độ tăng lãi suất trong tháng 9, Bitcoin không bị ảnh hưởng và vẫn trong trạng thái đi ngang. Chào mừng các bạn quay trở lại với Em Invest, mình là Minh. Và như thường lệ, chúng ta gặp nhau trong bản tin tài chính được đăng tải vào thứ năm hàng tuần. Và ở trong bản tin này thì mình sẽ gửi cho mọi người cập nhật nhanh về thị trường vàng, thị trường dầu và thị trường Bitcoin. Và các bạn hãy cùng với mình xem rằng ở trong hôm thứ năm và hôm thứ sáu, chúng ta sẽ có những cái điều gì mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm, những cái điều gì chúng ta cần phải lưu ý. Và hơn nữa là gì, trong hôm thứ năm và thứ sáu có tương đối là nhiều cái sự kiện sẽ diễn ra, là tương đối là nhiều sự kiện mà mình nghĩ nó sẽ làm cho thị trường nó thay đổi, nó chao đảo rất là nhiều. Các bạn hãy đi cùng mình điểm qua những cái điều đó và hãy xem những hành động chúng ta ở trong những ngày tiếp theo là gì. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trước khi tiếp tục cái nội dung của video chúng ta ngày hôm nay, có một câu hỏi mà mình nhận được từ rất là nhiều bạn và mình muốn chia sẻ và muốn nhắc lại cho các bạn. Đấy chính là ở trong thời điểm hiện tại, mình vẫn duy trì nhóm Private là một cái nhóm miễn phí. Và đây là một kênh thông tin giúp mình có thể cập nhật những cái tin tức về thị trường nhanh và sớm nhất đến cho các bạn. Và mình có một con bot hỗ trợ mình đối với việc rà soát những cặp tiền với vàng và với dầu. Nó có thể đưa ra cho mình những cái gợi ý về những cái điểm mua cũng như là những cái điểm take profit theo cái mức RR là 11, 12, 13. Với stop loss của mình luôn duy trì ở mức là 30-35 pip, là một cái mức stop loss nó không phải quá dài. Và mức stop loss mình cảm thấy là vừa đủ ở trong thị trường này để chúng ta không bị quá rủi ro. Ngoài ra thì những cái kế hoạch, những cái dự đoán của mình về giá vàng và cũng như là giá dầu trong chu kỳ dài hạn hơn thì mình hay thường xuyên mình update được lên ở trên cái kênh này thường xuyên và hàng ngày. Và nhắc lại một lần nữa là đối với nhóm Private thì mình không thu bất cứ một khoản phí nào. Nếu các bạn cần tìm một nơi để có thể giúp cho các bạn cập nhật thông tin thêm về thị trường và tham khảo thêm những cái tin tức khác nhau thì các bạn có thể liên hệ với các bạn thư ký của mình theo số điện thoại ở trên màn hình, hoặc đơn giản hơn là ở trong bất cứ phần mô tả của các cái video của mình được đăng tải trên YouTube, ở trên Facebook, các bạn có thể thấy những cái đường link quan trọng mà các bạn sẽ cần lưu ý. Đấy chính là cái form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí như các bạn đã thấy ở đây. Các bạn có thể truy cập vào cái link này hoặc là scan cái mã QR code ở trên màn hình. Còn đối với những cái bạn quan tâm về khóa học của mình, những khóa học về phân tích kỹ thuật dành cho người mới, về giao dịch vàng, về giao dịch dầu hoặc là về giao dịch những cái loại cặp tiền, thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link như các bạn đã thấy ở trên màn hình, hoặc các bạn có thể scan theo cái mã QR code được hiển thị ở trên màn hình. Đầu tiên, như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với nhận định cũng như là cập nhật của mình về DXY, sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với những cặp tiền khác. Ở đây thì mình có những cái thông tin như sau muốn cập nhật đến cho các bạn. Đấy là vào đầu phiên giao dịch ngày 25 tháng 8 thì trên thị trường Mỹ chỉ số DXY đã giảm 0,02%. Và cái mức giảm của nó đã đưa DXY về trở lại mốc là 108.61. Và đồng đô la Mỹ đi ngang ở trong phiên giao dịch vừa qua, trước cái thời điểm mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có cái bài phát biểu về chính sách tích cực của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Và cái bài phát biểu này nhằm với mục đích là kiềm chế lạm phát hay báo hiệu về khả năng sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất. Và các bạn hãy nhìn lên trên màn hình ở trên Investing thì vào hôm thứ Năm lúc 20 giờ chúng ta sẽ có hội nghị Jackson Hole. Và đây là cái hội nghị tương đối quan trọng khi quy tụ rất là nhiều những cái nhà lãnh đạo của những ngân hàng trung ương và những tổ chức tài chính lớn ở trên thế giới. Và ở đây thì rất nhiều câu chuyện mình nghĩ là sẽ được bàn, ví dụ là về tình hình lạm phát tăng trưởng rất là nóng ở khu vực châu Âu, ở Mỹ và ở những cái khu vực khác, Nam Mỹ, thậm chí kể cả Nam Mỹ. Và nữa là gì, là những cái chính sách sẽ đối phó với tình hình lạm phát như thế nào, về việc tăng lãi suất, thắt chặt tiền tệ, giảm bằng cân đối kế toán hay là tăng thu mua trái phiếu, rất rất nhiều những cái điều yếu tố sẽ ảnh hưởng. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, vào ngày hôm nay. Mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay trước. Ở trong phiên tối ngày hôm nay lúc 19:30 chúng ta sẽ có hai cái thông tin thực sự rất là quan trọng. Thứ nhất là về đơn trợ cấp thất nghiệp, và lần thứ hai, cái tin thứ hai đấy là tin về GDP. Mình sẽ điểm sơ qua cho mọi người một chút. Ở đây chúng ta đơn trợ cấp thất nghiệp đây đang được dự đoán là 253.000. Nó cao hơn một chút so với con số kỳ trước là 250.000, nhưng mình đánh giá cái này một con số nó tăng hay giảm nó không quá là quan trọng. Nó không có quá là nhiều. Cái thứ hai nữa là GDP. Ở đây chúng ta sẽ thấy GDP đang âm 0,8% và GDP của quý này so chỉ số GDP thì nó đang 8,7%. Nói chung theo những cái gì ở đây chúng ta nhìn thấy thì đây là những cái thông tin nó không mấy tích cực cho nền kinh tế, và có thể nó sẽ đánh dấu một cái mức rõ ràng hơn, đấy là kinh tế Mỹ đang ở trong cái giai đoạn mà suy thoái. Còn ở trong ngày mai thì chúng ta có cái gì? Ở trong ngày mai thì chúng ta sẽ có về tin về PCE, tin về bài phát biểu của Powell tại hội nghị Jackson Hole. Và chúng ta nên nhớ Jackson Hole là một cái hội nghị mà nó sẽ tổ chức vào hôm thứ Năm và hôm thứ Sáu, nên có thể trong cả hai hôm này
thị trường sẽ rất là biến động, chứ nó không phải chỉ trong mỗi hôm nay. Vậy nên một lần nữa thì mình có một điều mình thực sự cân nhắc và mình thực sự là lo lắng, đấy là thị trường nó sẽ biến động theo chiều nào, theo chiều đi lên hay theo chiều đi xuống. Thì lát nữa mọi người hãy cùng mình xem là thị trường nó có những cái manh mối nào hay không. Quay trở lại những cái thông tin bên lề về cái hội nghị Jackson Hole như vậy mình đã nói, thì thị trường hiện tại đang phân tích xem rằng liệu Fed có nhiều khả năng sẽ giảm cái tốc độ tăng lãi suất hay sẽ tiếp tục cái chính sách khá là dịu hậu, tức là chính sách khá là căng thẳng cho đến khi mà đưa lạm phát được xuống dưới cái mức mục tiêu là 2%. Và dừng lại đây một chút, 2% là con số mình nghĩ là rất là khó có thể đạt được trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì trong thời điểm hiện tại thì cái con số lạm phát nó đang là 8.9%, và con số rất là lớn tại Mỹ. Từ 8 mà về đến 2 thực sự mà có sự nỗ lực và sự cố gắng rất là lâu. Lâu nó sẽ liên quan đến việc và thời gian khi những chính sách nó có tác dụng, và lâu nữa là cái chuyển biến của thị trường khi mà nó phản hồi lại so với những chính sách đó. Cụ thể hơn thì chúng ta có là gì? Là các cái nhà đầu tư trong những ngày gần đây thì đang đặt cược về việc Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu tại cuộc họp chính sách vào trong kỳ tháng 9. Và cái con số này nó dao động trong khoảng là từ 50 đến 75 điểm cơ bản. Bên cạnh đó thì các cái nhà giao dịch của các cái quỹ tương lai thì định giá lần cuối với 60.5% khả năng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và 39.5% là tăng 50 điểm cơ bản vào trong tháng tới. Ngoài ra thì dữ liệu kinh tế mới công bố thì cho thấy rằng các cái đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất đã tăng trong tháng 7. Nhưng ở đây cho có một cái từ khóa rất là quan trọng: tốc độ đã chậm lại từ tháng 6. Và Bộ Thương mại Mỹ ở hôm 24 tháng 8 cho biết rằng các cái đơn đặt hàng đối với hàng hóa vốn phi quốc phòng không bao gồm máy bay đã tăng 0.4% trong tháng trước. Và nhìn lại vào trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua một chút, chúng ta sẽ có những cái sự kiện như sau đáng chú ý. Đấy chính là trong cái phiên giao dịch tối ngày qua thì tỷ giá đô Mỹ đã bất ngờ tăng cao và đã vượt đỉnh của nó trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây. Và giá đô Mỹ đã tăng sau khi chỉ số PMI của S&P Global công bố cho thấy trong cái kỳ tháng 8 ấy, nó đã giảm xuống cái mức thấp nhất kể từ tháng 5 của năm 2020. Bởi cái nhu cầu về dịch vụ và sản xuất đã giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp do lạm phát tăng cao và do điều kiện tài chính đã trở nên thắt chặt hơn. Và chính vì cái sự kiện mà DXY tăng mạnh, đồng đô la Mỹ tăng mạnh thì các bạn sẽ thấy một vấn đề, đó chính là DXY tăng, đồng đô la Mỹ tăng thì đã kéo đồng euro xuống mức thấp nhất và đã chạm mức thấp kể từ cuối năm 2002. Đây là một cái sự kiện khá là quan trọng, một sự kiện cái cột mốc đánh dấu rất là lớn khi chúng ta thấy cái cặp EU càng ngày càng giảm đi. Vậy chúng ta sẽ trở vào cái biểu đồ DXY trước, xong sau đấy chúng ta sẽ đi luôn sang với vàng để xem chúng ta có những cái thông tin gì. Và đây như mọi người thấy là đồ thị của DXY trong khung thời gian là khung tháng. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là từ ngày 1 tháng 6 của năm 2021 là DXY đã có nhịp tăng trưởng lên rất là mạnh trong thời gian vừa rồi. Và đương nhiên ở trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ đi tìm một cái gọi là vùng kháng cự của nó trong giai đoạn này. Thì nó sẽ rơi vào chính là khu vực này, mình sẽ đổi màu cho các bạn dễ nhìn. Và đến đây chúng ta sẽ thấy giá nó có sự trứng lại. Bởi vì theo cái khung tuần ấy thì cái tuần trước đấy có một cái đà tăng rất là mạnh, nhưng đến tuần này thì có vẻ như nó đang cố gắng hình thành một cái cây nến nó rút râu ở đây. Cho vào khung thời gian là khung ngày thì chúng ta sẽ thấy được là cái nến ngày hôm nay tại thời điểm mình làm video nó đang bắt đầu ở cái nến đỏ. Và đối với DXY chúng ta sẽ có những cái mốc sau chúng ta sẽ cần chú ý. Đấy là trong khả năng ở đây mình nghĩ là có khả năng nó sẽ tạo thành một cái nhịp giảm. Cụ thể là trước mắt nó sẽ quay trở về, nó kiểm tra lại cái vùng này, và thứ hai sẽ là cái vùng này. Tại sao chúng ta có cái vùng này? Đây là cái vùng với những cái đường MA ở đây. Mình sẽ nốt cái phần giá đây cho chúng ta dễ nhìn. Ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái vùng thứ hai. Cái vùng thứ hai chúng ta là vùng này. Thì đây sẽ là hai cái mốc MA quan trọng mà các bạn đã thấy. Bởi vì trong cái thời điểm ở quá khứ, các cái mốc này nó phản ứng tương đối là tốt với những khu vực này. Mình sẽ điều chỉnh lại một chút. Như đây các bạn đã thấy, đối với cái khu vực này giá nó thường đi qua xuống dưới đường MA một chút. Vậy nên mình sẽ điều chỉnh lại về khu vực này. Đó. Và đối với cái việc mà DXY nó sẽ có cái nhịp nó giảm điểm nhẹ như thế này thì có vẻ đâu đấy vàng nó sẽ tăng, đúng không? Nhưng một lần nữa mình nhắc lại các bạn, trong tối nay nó sẽ tin về GDP và tin về đơn trợ cấp thất nghiệp. Và đây là những cái tin mà là tin xấu cho đô la Mỹ, thì tin xấu cho nền kinh tế Mỹ. Thì cái nhận định này mình nghĩ là nó sẽ khả năng nó sẽ xảy ra được. Và chúng ta sẽ cùng đợi xem trong tối nay điều gì nó sẽ xảy ra. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cập nhật đến với tình hình của giá vàng. Đối với giá vàng thì mình biết là rất là nhiều người quan tâm, nhưng mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái tin tức ở trên thị trường trước, và mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái nhận định của những chuyên gia nước ngoài trước khi gửi cho mọi người cái nhận định cơ bản của mình.
Ở đây chúng ta có thể thấy được là thị trường vàng thế giới được điều chỉnh tăng nhẹ sau khi gặp những cái áp lực bán tháo rất là mạnh trong cái tuần trước. Và cụ thể thì chiều tối ngày 24 tháng 8 thì lực mua đã xuất hiện và chúng ta sẽ thấy là vàng nó có nhịp nó hồi phục lại trong những phiên vừa rồi. Lý do tại sao? Lát nữa mình sẽ giải thích cho mọi người bằng phân tích kỹ thuật. Tất cả những cái đấy nó đều có dấu hiệu và nó đều có những cái điều mà nó được báo trước cho mọi người từ trong cái tuần trước rồi, chứ không phải đến tuần này chúng ta mới thấy là vàng nó hồi phục. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn để thấy trong tuần trước có rất là nhiều người đã kỳ vọng là vàng đi xuống và nó đi xuống thật. Nhưng đến trong cái tuần này cũng vẫn rất nhiều người kỳ vọng vàng đi xuống tiếp nhưng nó không đi xuống. Lý do là gì? Lát nữa mình chỉ cho mọi người. Đối với những thông tin trên thế giới của những chuyên gia thì hiện tại có hai cái luồng ý kiến về hướng đi của vàng trong thời gian tới. Tuy nhiên thì các nhà phân tích đều chắc chắn rằng thị trường kim loại quý sẽ biến động mạnh trong tuần này. Và theo chiến lược gia trưởng của MKS, PAMP cho rằng bất cứ cái quan điểm ôn hòa nào sẽ có lợi cho kim loại quý khi mà nó được công bố ở trong cái sự kiện Jackson Hole. Và tiếp nữa, một cái ý kiến của nhà phân tích cấp cao của FXTM cũng nhấn mạnh rằng đô la Mỹ sẽ tiếp tục tạo ra cái sức mạnh dồi dào từ cái tâm lý e ngại rủi ro và lo ngại về việc Fed sẽ tái khẳng định thông điệp diều hâu của mình trong tuần này. Một lần nữa, những cái sự kiện ở Jackson Hole sẽ được nhắc đến và được quan tâm rất là nhiều. Và đây chúng ta thấy rằng là nếu ông Powell củng cố những kỳ vọng xung quanh việc Fed tiến tới một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 9 và thắt chặt những cái chính sách tiền tệ hơn nữa thì đô la Mỹ sẽ tăng mạnh. Và ông dự báo rằng nếu vàng vượt khỏi mốc là 1724 thì kim loại quý thể chứng kiến đợt bán tháo và giá thể rơi về mốc là 1700. Tuy nhiên thì việc giá trở lại trên mức 1752 có thể mở đường cho vàng quay trở lại mức 1770 và mốc 1800. Vậy thì đây là những nhận định từ những cái vị chuyên gia, những cái phân tích tài chính trên thế giới. Nhưng đối với cá nhân mình nhận định thì những cái điều mà họ phân tích thì nó không có quá là rõ ràng. Mình thấy nó cũng hơi không có nhiều cái thông tin chúng ta tham khảo lắm. Tất nhiên mình không có ý kiến là mình chê gì cả, nhưng mà theo mình đánh giá thì nó cũng chưa rõ ràng. Vậy thì chúng ta thử xem lại cái nhận định của mình, cá nhân của mình là như thế nào. Và đối với nhận định cá nhân của mình có thể là nó sẽ chưa được chuẩn và nó chưa được hợp lý, thì cũng rất là mong các bạn thể góp ý thêm cho mình nhé. Vậy chúng ta sẽ quay trở lại về cái live stream của mình vào tối ngày hôm qua. Thì tối ngày hôm qua mình có một cái buổi live stream với một cái bạn trader nữ, là một cái bạn trader cũng khá là giỏi và khá là nổi tiếng ở trên TikTok. Thì ở trong cái buổi live stream này mình và Thủy cũng đã đưa ra được cái nhận định. Đấy là vàng hôm qua đã có cái mốc bài tương đối là đẹp ở quanh khu vực là 44 và khu vực là 42, stop loss được đặt dưới vùng 40. Và như cái dự kiến, như cái dự đoán của mình và như các bạn đã thấy ở trên màn hình thì trong cái phiên ngày hôm qua thì mình có cái nhận định là như sau. Đấy là vàng nó có nhịp mà bật lên quanh khu vực 1759, tức là khu vực 1760 và khu vực 1765. Và cái nhận định này đã được mình gửi đến cho các bạn từ hôm nào? Mình đã gửi đến cho các bạn trong cái tối hôm qua. Nhưng trước đấy, lý do tại sao mình bảo với mọi người là trong tuần này vàng nó sẽ chưa có nhịp nó giảm điểm hẳn, thì cái đấy mẹ gửi cho mọi người ở trong buổi live stream hôm Chủ nhật. Và trong buổi live stream này thì mình giải thích hơn rõ cho các bạn tại sao. Là bởi vì ở đây như bạn đã thấy, ở trong quá khứ nó có giai đoạn nó đi xuống khu vực này và giá khu vực này thì nó chứng lại đây chứ nó không xuống đây tiếp, mặc dù ai cũng kỳ vọng giá xuống đây. Và mình nghĩ là cái lịch sử ở đây sẽ lặp lại quanh khu vực này. Và thứ hai nữa là gì, là ở chúng ta kèm với đường Fibo từ khu vực đáy lên khu vực đỉnh thì giá nó sẽ được chặn lại vùng Fibo 0.5 và 618, tức là vùng 1735 và vùng 1730. Và đúng như vậy thật, giá nó có nhìn nó bật lên. Thì trong cái nhận định của tuần trước kết hợp với những cái gì nhận định trong tối hôm qua thì mình thấy được cái việc vàng lên 1760 và 1765 là hoàn toàn có thể xảy ra. Và mình thấy cũng đã khá là đúng với những cái thông tin này, và chúng ta sẽ có thể xem lại ở trong cái ngày hôm nay để xem vàng sẽ đi tiếp như thế nào. Còn các bạn có thể theo dõi Thủy ở trên YouTube, bạn ấy là đây, Trade Buddy, và còn kênh TikTok của Thủy là Thủy Đặng Trader, thì các bạn có thể xem ở trong TikTok nếu các bạn muốn liên hệ với bạn ý. Đây. Còn đây là đồ thị vàng tại thời điểm mình làm video này. Như các bạn đã thấy, chúng ta kèm một cái đường Fibo thực sự lên đây thì giá nó hồi về 1735, 1730, rất là đúng, đúng không ạ? Xong sau đấy thì chúng ta sẽ nhìn tiếp vào khung thời gian, chúng ta sẽ nhìn tiếp vào đoạn này. Thì đây cái mốc của nó sẽ quanh quanh cái điểm này. Mình sẽ vào H4 cho các bạn nhìn rõ hơn. Mình xóa đi những cái đường Fibo này nhé, bởi vì mình sợ bị rối cho các bạn. Tại thời điểm mình làm video này thì mình nhìn thấy chúng ta sẽ có một cái mốc giá của vàng đang khá là được quan tâm, đấy là khu vực 1770 và khu vực 1765 ở quanh khu vực này. Và chúng ta có thể thấy được cái đà lên của vàng nó sẽ bị
kìm hãm và sẽ bị kiểm soát tại khu vực này. Lý do đấy trùng với khu vực cái đường Fibo ở đây, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ trùng đây, mình sẽ điều chỉnh lại cho nó chính xác hơn. Đó, nó sẽ trùng với cái đường Fibo ở đây, và hai nữa là trùng với một cái đường MA ở đây như các bạn đã thấy. Và ở đến thời điểm hiện tại trong cái xu hướng tăng thì giá nó phá qua những cái đường MA này rồi, và những cái đường này nó đang có một cái xu hướng là nó đang cong cong dần để nó đi lên, để nó đỡ cho cái đường giá đây. Vậy thì theo như những cái gì mình kỳ vọng và theo như những cái gì mình nghĩ, mình sẽ kể tiếp một cái đường trend line ở đây. Và các bạn sẽ thấy đây một cái đường đánh giá cái nhịp tăng hiện tại của vàng, và chúng ta sẽ có những cái nhịp mà chúng ta sẽ cần lưu ý ở trong cái giai đoạn này. Vậy thì ở dưới nó sẽ có mốc chúng ta cần quan tâm đến khu vực 1749, và hiển nhiên nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ nhỏ ở quanh cái khu vực này là khu vực 1743, khu vực 1740. Vậy thì kịch bản được đưa ra ở trong cái kỳ của cái hôm nay và ngày mai là chúng ta sẽ có những mốc mà chúng ta sẽ thấy vàng có thể đạt đến target của nó, đấy là khu vực 1768, khu vực 1770. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái nhịp chúng ta cần quan tâm đến khu vực 1750 và khu vực là 1740. Nếu mà giá nó phá qua những khu vực này thì nó sẽ chứng kiến những cái đà đi lên của vàng cũng như là cái đà giảm điểm của vàng. Nhưng theo cá nhân của mình nghĩ thì mình vẫn kỳ vọng là vàng nó vẫn có nhịp, nó có thể nó sẽ tăng trưởng lên cái khu vực ở trên này như mình đã kỳ vọng. Hoặc nếu trong trường hợp mà nó tệ hơn thì nó sẽ giảm về đây, xong nó sẽ tiếp tục cái đà bật lên. Và rất là hy vọng cái nhận định này của mình nó sẽ giữ được cái giá trị ở trong cái tuần này. Và tại thời điểm các bạn xem video này, nếu các bạn đang bị kẹt bất cứ cái lệnh gì thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn hoặc liên hệ với mình bằng cách comment video này hoặc nhắn qua cho mình theo số Zalo là 0969156969. Vậy là mình đã cập nhật cho mọi người về thị trường vàng. Còn đối với thị trường dầu thì sao? Ở đây chúng ta sẽ thấy là ở trên thị trường dầu thì giá dầu thô Brent đã tăng là 1,6 đô la Mỹ một thùng và chốt giá ở mức là 101,69. Còn dầu WTI thì tăng 1,59 đô la Mỹ một thùng và đóng cửa mức là 95,32. Một vài cái thông tin mình cập nhật được cho mọi người như sau, đấy chính là giá dầu đã giằng co trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi thị trường đón nhận những cái tin liên quan đến thỏa thuận hạt nhân của Iran. Ở đây một thông tin rất là quan trọng. Ở đây thì Iran cho biết rằng đã nhận được cái phản hồi của Mỹ về văn bản cuối cùng của châu Âu về khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 giữa Iran với những cường quốc khác. Và trong phản hồi này thì Mỹ nói rằng sẽ không cân nhắc có thêm nhượng bộ đối với Iran. Và nếu thỏa thuận hạt nhân được khôi phục thì Iran sẽ được dỡ lệnh trừng phạt và sẽ tăng mạnh xuất khẩu dầu trở lại. Và gần đây thì khả năng này đã gây ra áp lực giảm lên cho giá dầu. Còn đối với giá dầu ở trong cái tuần vừa rồi thì nó được hỗ trợ sau khi là Ả Rập Saudi tuyên bố là tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC có thể xem xét cắt giảm cái sản lượng khai thác dầu. Tuy nhiên thì nguồn tin OPEC nói với Reuters rằng OPEC và đồng minh, tức là nhóm OPEC cộng, có thể sẽ chỉ giảm sản lượng trong trường hợp Iran và các cường quốc khôi phục thỏa thuận và hạt nhân và Iran được tăng xuất khẩu dầu trở lại. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những nguồn thông tin và rất là nhiều những cái điều là trái chiều. Tức là tóm tắt lại, Iran nếu mà được khôi phục sản xuất dầu trở lại, tăng được nguồn cung ở trên thị trường thì OPEC và OPEC cộng sẽ nhảy vào can thiệp bằng cách là những cái hai tổ chức đó sẽ bắt tay nhau để giảm cái sản lượng dầu. Và theo nguồn tin thì ở thời điểm hiện tại thì sản lượng dầu của OPEC cộng đã thấp hơn 2,9 triệu thùng một ngày so với hạn ngạch đề ra. Điều này đã đặt ra một cái trở ngại cho việc tính toán mức cơ sở trong trường hợp cắt giảm sản lượng. Và tình hình giá dầu và triển vọng nguồn cung hiện tại cho thấy rằng OPEC cộng chưa chắc sẽ cắt giảm sản lượng và cái nguồn cung dầu toàn cầu có thể suy giảm khi mà Mỹ bước vào giai đoạn cao điểm của mùa bão biển hàng năm. Thì đây là một cái nhận định của cái nhà phân tích của PVM Oil khi mà ông ấy trao đổi với Reuters. Và những cái số liệu mà Investing công bố vào trong ngày hôm qua thì cho thấy cái nhu cầu xăng ở nước này đã suy yếu do hoạt động kinh tế đã giảm tốc này. Và trong 4 tuần gần nhất thì nhu cầu tiêu thụ xăng bình quân của Mỹ đã giảm 7% so với cùng kỳ của năm ngoái. Và sự sụt giảm của nhu cầu xăng đang kéo cả thị trường đi xuống. Và đây là cái nhận định của Chủ tịch Andrew Lipow của Lipow Oil đã đưa ra cái nhận định như thế này. Vậy thì tin tức về dầu nó không quá nhiều những cái điều cho chúng ta cần lưu tâm. Về phân tích kỹ thuật thì sao? Mình sẽ có cái nhận định như sau cho mọi người. Chúng ta sẽ vào khung thời gian là khung D1 trước, chúng ta sẽ xem chúng ta có cái điều gì. Ở D1 thì ở trong thời điểm này các bạn sẽ thấy là giá nó sẽ có một vùng cản ở khu vực là 102.65 và một cái vùng mà nó đang đấu tranh. Đấy chính là cái vùng là 95.26. Tại thời điểm mình làm video này thì nó không có quá là nhiều cái dữ liệu và không có quá là nhiều những cái điều mà khiến cho mình có thể đưa ra được cái nhận định. Bởi vì cây nến này nó vẫn là cái cây nến spinning top, nó chưa có một cái dấu hiệu gì rõ ràng. Tuy nhiên khi vào khung thời gian H4 thì bạn thấy là đây là cái xu hướng giảm của dầu và giá nó đang cố gắng phá qua khỏi cái xu hướng giảm này và bứt phá.
Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có những cái mốc như sau chúng ta sẽ cần lưu tâm. Thứ nhất đây chính là mốc này và thứ hai chính là cái mốc này. Và chúng ta sẽ thấy được là cái xu hướng tăng sẽ được tiếp tục giữ vững khi mà giá nó vẫn nằm trên cái mốc 91 và cái mốc 93 ở đây. Và cái kỳ vọng của chúng ta sẽ là như này, có thể nó sẽ một nhịp điều chỉnh về đây, xong nó giá nó sẽ đi lên. Vậy thì đấy là cái kỳ vọng về dầu. Trong cái nhịp tăng thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ một cái nhịp điều chỉnh. Và cái này mình nghĩ nó sẽ khá tương đồng với cái mốc Fibo ở đây. Fibo ở đây sẽ khu vực là 90 đô la Mỹ một thùng. Nó khá là tương đồng và khá là gần với cái mức này. Vậy thì đấy là đối với dầu, quay quan điểm và cái nhận định của mình là như thế. Không biết là nhận định của các bạn như thế nào. Rất là mong các bạn có thể chia sẻ thêm với mình nhé. Và cuối cùng thì mình sẽ gửi cho mọi người nhận định về Bitcoin. Thì tính đến thời điểm mình làm video này, Bitcoin và Ethereum vẫn tiếp tục sideways lần lượt quanh ngưỡng là 21.500 và mốc là 1.600 đô la Mỹ. Và sau khi lao dốc vào cuối của tuần trước thì đồng tiền điện tử lớn nhất đấy là Bitcoin đã cố gắng giữ lại cái mốc 21.000 trong bối cảnh các giao dịch phần lớn khá là trầm lắng, khi mà các nhà đầu tư đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ gì ạ? Từ chính sách tiền tệ của Fed trong cái thời gian sắp tới. Và ở trong thời điểm hiện tại thì ngoài vàng, ngoài dầu và ngoài tất cả những cái trader liên quan đến lĩnh vực là tiền tệ và lĩnh vực tài chính, thì những cái nhà đầu tư mình nhận thấy là những nhà đầu tư bên coin, mình thấy là họ đã bắt đầu có thêm những sự quan tâm nhiều hơn về những cái thông tin về tình hình kinh tế của Mỹ. Liệu rằng thực chất những cái tình hình kinh tế của Mỹ nó có ảnh hưởng quá là nhiều đến giá của Bitcoin và giá của những đồng coin khác hay không? Đây là một câu hỏi mình vẫn đang suy nghĩ trong thời gian gần đây. Rất là mong các bạn hãy cho mình thêm ý kiến của các bạn. Còn đối với ETH là cái đồng coin lớn thứ hai trên thị trường thì nó vẫn được giao dịch dưới cái mốc là 1.700 và đã tăng hơn 1% so với ngày hôm trước. Xét về tốc độ tăng trưởng trong vài tuần trước, rồi trước cái sự kiện The Merge mà mình đã đề cập với các bạn ở trong video trước này, thì theo đó mạng lưới ETH sẽ chuyển từ cơ chế đồng thuận là Proof of Work sang Proof of Stake. Và có vẻ như đây là có những cái thông tin ảnh hưởng khá là tốt đến ETH, nhưng mà giá nó không có cái sự tiến triển mạnh. Còn ngoài ra thì đối với những đồng altcoin khác cũng không có gì quá là biến động, trừ một đồng đấy là đồng Atom, khi đồng coin tăng hơn 7% trong 24 giờ qua, không phải quá là nhiều. Và cũng là một người mà quan tâm, cũng như một người hay phân tích về thị trường tiền điện tử, thì cái lời khuyên của mình dành cho các bạn trong thời điểm này là chúng ta nên kiên nhẫn, chúng ta nên chờ đợi những cái diễn biến tiếp theo của thị trường, theo dõi và bám sát những cái thông tin mới nhất để chúng ta có quyết định nó rõ ràng. Chứ nhiều khi chúng ta thấy được cái câu chuyện là thị trường nó đang sideways, chúng ta cứ đâm đầu vào, chúng ta phân tích và cố gắng tìm ra những cái điểm để chúng ta buy, chúng ta sell, thì kết quả nó không phải là kết quả khá là rõ ràng. Bây giờ đấy là những cái điều mình muốn chia sẻ với mọi người về thị trường tiền điện tử. Nó không có quá là nhiều những cái thông tin mới, cũng như là quá nhiều những thông tin tốt hoặc những thông tin xấu. Toàn bộ những thông tin mình muốn cập nhật cho mọi người về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin thì mình đã gửi gắm ở trong video ngày hôm nay. Và rất là hy vọng ở trong ngày thứ 5 và ngày thứ 6 của tuần này các bạn sẽ có một cái giao dịch tốt. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Xin chào.